hồ chơi đấy. Vâng, trước mặt lòng đấy. Bồi đang cây tre đúng không? Vâng. Ơ, có than xuống đất cả. Đất đó. Kia. Cành trắng đang ngặt 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 cái gian kìa. Mèo đứng trước mặt lồng rồi. Chưa? Dạ. Đúng rồi. Trang buộc rồi. Đấy, chơi đấy. Chết đầy nơi. Úi dồi ôi. Chết than 2222 xuống đất cốt đấy. Chết rồi. Chết. Ôi trời. Chưa. Gỡ đi làm gì? Chết rồi. Chết rồi đi kệ đó. Chết. Con than vẫn đang góc này. Gỡ đi rồi phóng sinh con bổi thôi. Mang đây trưởng ơi, mang cả lồng đi. Để tép con mồi mới. Đã được chi. Sao? Vâng, để xem nó chơi nào. Vẫn hot đúng không? Đây, buổi bác làm gì bác làm. Ôi, ôi. Bên trong. Buổi đẹp phết đấy chứ. To. À, thang cái lại, đừng lại, đừng chất lóc lầu. Ôi, thế anh bảo đứng cái lại rồi. Có cái clip được còn gì nữa. Ôi, ấy, mồi đấy. Ôi. Chưa đâu. Lại nó nhảy nhảy phát trên lóc lồng cả. Nó quên cứ... lắm. Đấy, nắp lồng kia, chỗ chạc. Chú giữ lấy cái lồng chi. Bây giờ đi vào tay. Vẫn đang quay à? Ừ, quay chứ. Ô. Gỡ chân ra chừng. Một tay không gỡ được. Tôi cứ nhìn tập trung đây này, chết thôi. Chết này ra gỡ, có cái gì đâu. Sao đây, không ra được. Chân này nữa. Ra chưa? Cổ đang mắc cái gì? Mắc cổ. Mắc vào cái này rồi, nó dưới rồi. Ra chưa? Chưa. Xoắn xoắn. Gãy mẹ cổ rồi. Đây là, nó không ra được cái anh. Đây đây, đang cậy cậy ra đây. Ở đây xem nào. Nó xoắn. Trường ấy ra. Xoắn cái gì? Nó đang bị xoắn. Ra tay ra nào. Để vào chân và tay bẩn quá. Xoắn đấy chứ xoắn kiểu gì. Đúng rồi đấy. Đấy. Đây ra đấy. Anh giữ cửa lồng cho. Ra chưa? Dài quá cũng mệt đấy chứ. Người dài mới thích đâu mà. Không phải là chui đúng cái chỗ đấy nó xoắn. Nó quấn đấy. Ra được không? Đây ra không được rồi. Rồi ok xem nào. Than cái nhìn cả chân lóc lồng cả xu cả nhìn cả đá lại mồi này nhìn này mồi dụ cả đây. Đây là bổ hôm nay đẹp hết yếm này phóng sinh đến nọc phóng sinh nhá xin chớ và... nhìn thấy nào đồng chí rổ xin mấy cái lông đuôi cái rổ ra cho nó nhìn xong nó sợ. Ba cái đi, lấy nọc. Rồi. Đi nhá.
Ô, có than kìa. Anh nhảy rồi, vừa nãy định nhảy. Nhảy trượt cả. Nói chung con này chết, ngồi lâu thôi chết. Nên cây nhìn hầu rất đẹp hết. Vào trong. Cụ than còn đang ngâm tôm.